mọi người, chào mừng mọi người đã đến với YouTube của Bé Mập tuần này. Thì tuần này mình sẽ dắt các bạn đi đến một chiếc phố Đài Loan thu nhỏ giữa lòng Sài Gòn. Và mình bật biết, các bạn biết luôn, đây là cái quán của mình mới mở với lại chú của mình với anh của mình. Đây, rất là xinh nha mọi người nha. Dạ, mình biết cho các bạn biết, quán có chi phí là 6 tỷ, gần 7 tỷ lận đó. Bây giờ chúng ta sẽ coi nha. Đây nha, mình sẽ giới thiệu từng cái thiết kế cho mọi người xem. À, cái thiết kế này gọi là cái thiết kế vẽ của cái làng cầu vồng. Thì mới đầu là nói chung là mình nói là cái này là mình phải vẽ những cái gọi là chiêu chiêu, nhưng mà anh mình không chịu, anh mình nói là Đài Loan thì phải có cái làng cầu vồng trong này. Thì đây là bơ của cái làng cầu vồng, và đây vẽ y chang như vậy, bên tường bên này cũng vậy luôn đó. Hơi ồn nha, ngoài hơi ồn, mọi người thông cảm. Đây rất là dễ luôn đúng không, cái này vẽ rất là lâu luôn đó mọi người. Nè, từng cái nét của cái này là dễ tay đó, chứ không phải hình, không phải dán đâu, không phải vô hình luôn đâu. Đây nha mọi người, đây là anh, đây quán này của mình với anh mình. Anh ơi đứng lại, nhân viên của BIM đúng hả? Đây nè, kêu Phụng ơi, đợi anh chút, anh thay bộ vest ra rồi mày hãy quay anh nha Phụng. Đâu có được, trời ghê mọi người. Anh mình là giang hồ, mọi người thấy xăm tay không, mới ghê không? Giang hồ á, dữ dằn á, dữ dằn. Đó, về quán nè. Ông thay gì đâu anh ơi, em đâu có cắt suột đâu, anh đừng lo. Vâng, và sau đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người là mọi người thấy trong cái hai cung kính này là gì không? Hai cung kính này là chứa đựng sự ngu ngốc và ngốc nghếch của bản thân em đó. Đây, cho mọi người xem bộ đồ này đúng không? Mọi người thấy không? Đẹp không? Trưng lên nhìn hoành tráng đúng không? 3.6 triệu. Oh my god! Wow! Bên này đẹp không? Hoành tráng không? 3.6 triệu. Ủa lý do gì mà chị bán đồ chị bán em 3.6 triệu nha? Chẳng qua là tại vì khai trương tụi em gấp quá nên tụi em không chấp nhận thôi. Bây giờ đó là trời ơi, thiêu rồng, thiêu phượng, thiêu ơn, thiếu này mấy ngày luôn. Thấy bộ đồ 3.6 triệu đây là hình như là biết sao không, vậy nè, hôm bữa em đi vô ta kêu là mua hai bộ đồ mà như là sườn xám mình trưng thôi. Xong cái em mới suy nghĩ, em nói mua sườn xám cũng được, nhưng mà mình phải mua sườn xám sao cho nó nhìn hoành tráng lên thì nó mới đẹp. Đi vô tiệm đồ cưới, đi vô tiệm đồ cưới xong rồi bán cho 3.6 triệu bộ, hai bộ này như vậy, 3.6 triệu 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 3.6 triệu
225. Đúng rồi ạ, chia 2 bằng 225.000, đúng rồi. 672. Trời ơi, 72 cho mọi người. Đây, bộ đồ chứa đựng sự ngu ngốc của em. Không hiểu sao làm được vậy luôn á. Nhưng mà chân lên ai cũng khen đẹp hết trơn á. Sau này nếu như mà anh chị nào mà muốn mình muốn chụp hình cưới á hay gì á, thì mình qua mình phơi đồ giùm em nha. Để em gỡ gạt lại được chút vốn ở trong cái sự đau khổ này. Nhìn rất là buồn luôn. Không ơi, Thái mong anh ăn canh bỏ em vô cũng được. Sau này ai qua quán ăn thì nhớ lại chụp hình chung với mình. Sao mà giùm mình một tối vậy? Tình yêu hay là tình yêu? Một cái hình nội mới chiếc cổ cho con bé nó quay TikTok nha mọi người. Tụi này nó thú vị lắm, nó quay TikTok mà nó lấy mình ra nó làm trò đùa. Ủa tao làm trò đùa của tụi mày hay gì á? Từ sáng tới giờ luôn. Rồi sau khi các bạn thấy được con hình nộm là các bạn sẽ đi vô được quán. Bây giờ mình sẽ giới thiệu từng khuôn mực của quán cho mọi người coi nha. Quán rất là to, quán nặng tới 1.000 mét vuông. Quán nặng tới 1.000 mét vuông. Còn đây thấy không? Bây giờ mình sẽ đi vô quay từng khu cho mọi người coi. Nhìn gì con Thu Ngân kia, nó làm đi. Trời ơi, nhìn nè, quay nè, bắt đầu á. Nhân viên nhà em dễ thương lắm, quay camera tới là nó diễn giả trơn. Đó, bắt đầu nó làm như là nó đang xuyên lắm vậy đó. Nó làm như là nó đang làm vậy đó. Đó, em đang làm gì đó em? Hello. Đó, thấy nó xuyên lắm. Bộ nó thấy máy quay tới cái nó tính tiền đồ. Còn bị trừ lương hay gì đó. Xuống nè, đó. Mày đứng im. Xin chào mọi người. Còn đây là quầy bartender của quán mình nha. Đó. Đó, mình có hai bartender phục vụ rất là chiêu chiêu và rất là đáng yêu, pha nước tùy theo cảm xúc. Như ngày nào dưới vui thì nó pha ngon, ngày nào nó buồn quá thì nó pha hơi kỳ kỳ. Làm việc rất là quán tính nha. Đó, bây giờ mình cùng thôi đi vô đây coi. Mất công lắm hiểu không? Mình giống chị bán phở đồ, mình giấu giấu mấy cái công thức mà đi đòi nó khổ lại, nó khổ lại tính. Không có nhìn gì đây đó. Còn mấy cái này là ly chén uống chữa giọt. Có gì đâu. Đó, vô. Thì menu nước của quán mình cũng rất là đa dạng. Món có lúc có lúc không. Nani. Dạ. Nói chứ đa dạng nha mọi người. Có là cà bông cúc thì nó tự nấu rất ngon.
Ê quên nữa, mày cho đi mấy ly nước coi. Mà mấy ly nước mày coi. Mày cứ thiệu, mày pha sao ngon ngon nha mày. Pha soda đi. Quán mình còn có bia úp ngược đó đó mọi người. Nhưng mà bây giờ không uống bia được. Giờ kêu lên chắc dục luôn á. Giờ này chiều uống bia kì. Ê nè nè bắt đầu. Tưởng mày chạy quá. Tưởng đi qua là kì. Vâng, và sau đây tôi sẽ giới thiệu cho các bạn chiếc cầu thang. Chiếc cầu thang với những họa tiết được vẽ từ nghệ sĩ rất là điêu luyện và nổi tiếng. Thì cái chiếc cầu thang này là phát họa lên một hình ảnh màu vờ. Từ từ nha má ơi, đứng gần quá không thấy. Cái này là ngôi chùa phải không mọi người? À không, cái này là đúng rồi. Cái phố Đài Loan, cái là cái tủ lầu hồi xưa mình hay coi phim, mà coi phim kiếm hiệp rồi đó. Đúng không em? Đúng không? Hợp lý chưa? Hợp lý. Ok. Đó là cái cầu thang này, chúng mình sẽ đi lên cái đài. À, cái lộng băng lộng lầu là ở đây phải không? Đúng rồi. Có gì đâu mà đi lên trời, ý là quan trọng là cái view đúng không? Cái view ở đây đẹp nè, đó. Dễ không? Đứng gần quá thì không thấy gì hết, thấy như là mấy chấm mấy con đơm đớm, nhưng mà đứng xa mình sẽ thấy phát họa lên như hình ảnh một ngôi chùa. Không, chị đứng đó luôn. Xa hơn nữa chúng ta sẽ thấy giống như là một cái tủ lầu ngày xưa gì đó rồi. Bây giờ đi xuống mình sẽ cho các bạn coi những cái góc khác, những khung bột khác nha. Chỗ này là chi chi, chỗ này để chụp hình, biết gì không? Chỗ này chụp hình chất, giả bộ cầm chai bia. Đó, xong rồi giống kiểu như là vô cầm chai bia, ngồi từ sáng tới chiều về chụp một tấm hình. Đây, góc này là đúng phát họa lên hình ảnh như vậy. Bây giờ mình sẽ đi qua những góc khác cho mọi người xem. Trong những giây phút chờ đợi bartender ra nước thì chúng ta sẽ đi vòng vòng đây coi. Đây á, là quán của mình á. Buổi sáng là mình có bán điểm tâm đó cho mọi người. Giống như là hoành thánh nè, mời giật tiềm nè. Mời giật tiềm chứ không có tiềm gì hết trơn á. Mọi người cũng có thể chụp hình ở đây cũng được đó, quan trọng là mình để nhìn thôi, nhìn cho đẹp, cảm giác hay xui. Trời ơi má, chị đó đã bộ chùi được cái đây. Đây là cái dim sum đây nha mọi người nha. Đây, chỗ này là dim sum đó nè, ra món rồi nè, đây ra món rồi nè. Thì cái này vừa mới nấu ra cho khách thôi nha. Bánh cuốn nè rồi bánh cuốn tôm nè, chả giò phô mai nè, với lại đậu hũ kỳ, là những cái món như thế này. Là bên mình là bán là kiểu như này đó mọi người, kiểu giống như là nhà hàng bán những món hoa, chứ không phải là chỗ chỉ là cho các bạn để chiêu và nhậu không đâu. Nhưng mà có những cái món kiểu như là đậm đặc sắc ẩm thực Trung Hoa. Chào mọi người, bây giờ là mình đang quay khúc để mình đi tiếp tục đồ ăn cho nhóm của chị Duyên bên Thánh Review. Và mình bay mình đeo cái tập về rất là lịch sự nha. Rồi 1, 2, 3 chúng ta cùng đại chứ, không còn chứ anh. Em quay đại qua YouTube của em chơi mà không làm thì làm đó. Đây là việc quay Bắc Kinh ba món của quán em. Trời ơi, rất là ngon nha. Món đầu tiên chúng ta sẽ lấy ra tập đi, mẫu vẫn đứng nha mọi người. Đây, đó, mọi người thấy không? Behind the scene, những cái nét diễn, những cái gọi là những cái không hề giả trân. Đó. Anh này là anh Nam ở trong Pháp TV nè mọi người. Ở trong phim thấy cũng nho nhoi lắm, sao ra ngoài mặt ngầu lắm mọi người ơi. Giống như là kiểu nghiêm chỉnh cực kỳ. Đó. Nghiêm túc lắm nha má. Ba này sao hoài luôn á, hoài luôn á. Dính vô cái sườn tôi hoài luôn á. Cái gì vậy anh? Ê, làm lại coi. Hay quá vậy? Trời ơi. Cái sao vậy? Trời ơi, không được. Bỏ đi em. Vô nè, bây giờ coi mọi người diễn nè. Đó, coi mọi người diễn những cái nét gọi là ăn uống rất ngon, mặc dù đồ ăn rất nguội.
Đó, đây là cái sự gọi là nghề nghiệp mà. Đó, hiểu không? Đó. Cái mắt mình bảo quà rồi mọi người. Đang bàn kịch bản đó. Một tí xíu để diễn. Mọi người có thấy khúc diễn chút là nó khớp lắm. Ghê thiệt chứ. Mấy người này xạo thiệt chứ. Trời ơi, quay phim nhưng mà có vụ hồn mai nó giữ nó vậy anh. Trời ơi, đây. Chuẩn bị. Một. Chưa. Trời ơi, cái clip YouTube của tôi dài quá. Có khúc mấy người này diễn đúng lâu. Ơ mọi người diễn rất là lâu đây. Hai ba mấy. Diễn đó nè, thấy chưa? Trời ơi, làm vậy cũng được nữa nè. Thấy không? Bắt cái một cái là bắt góc cái. Trời ơi, vui quá, hủy hoài luôn. Hủy hai ba lần à. Đó, cắt xong vô mở ra. Đó, đây là cái hành trình để khi mà mọi người quay được một cái đoạn clip đàng hoàng đó mọi người. Một, hai, ba, mở à. Cái này là không quay mặt. Không quay mặt nên không cần diễn nữa. Không cần hủy tiếp. Không cần tỏ vẻ hạnh phúc nữa. Ghê quá à, con người giờ ghê quá à. Xung quanh toàn là sự giả dối. Đây mình sẽ đi vòng vòng quán cho mọi người xem. Biết gì không, biết gì không. Đây là rất chính thủ quán cho mọi người. Nhưng mà mọi người đừng có hòng để cho mọi người vô để nâng cấp công thức hay gì, không hề. Em sẽ quay xuống xuống mà để cho mọi người coi. Đây là một cái mô hình chơi vậy thôi. Nhưng mà trong mô hình này chúng ta sẽ nói về cái như là nước lèo của pha chế này nọ. Đó. Rồi tiếp theo đây là cái mô hình thứ hai. Là nơi này là mình nấu cũng như là đồ xào. Đó, giống như là mỗi khung thì quán của mình sẽ nấu một món đặc biệt. Giống như là đồ xào. Còn đây là cái quầy mà mình thích nhất. Mấy bạn mời các bạn đi với mình. Cái quầy này là phải gọi là chân ái cuộc đời của tôi luôn á mọi người. Thì ở cái đó mình rất thích cái quầy này. Chết rồi chú ơi. Chú rồi, chú chạy con vô. Ừ, cái đâu. Vô đây nè, đó. Tự nhiên mỗi lần em vô là bếp nhà em trốn hết trơn. Đây. Một ngày là em bán bao nhiêu? Đây là dịch quay Bắc Kinh. Dịch quay Bắc Kinh 3 món. Mọi người biết không, tối nào cũng full bàn, 50 bàn full hết trơn. Đây là chiếc menu, cảm ơn Henneken đã tài trợ cho quán em. Là một cái menu rất xinh xắn. Đó, thì một tí xíu mình sẽ quay cái menu cho mọi người xem là cái quán mình bán cái gì. Ở đây là tụi mình bán cho cái gì nhà hàng nha mọi người, chứ không phải là phố chill bình thường. Bây giờ mình sẽ đi ra chỗ khác. Có xá xíu rất ngon nha. Nếu như ai ghé vô quán em nhớ là xá xíu nha. Xá xíu 3 món, dịch quay Bắc Kinh nhớ nha, nhớ giùm em nha. Rồi bây giờ em sẽ nè, ở ngoài có cái hộp cái đẹp đó nè. Quay xa xa ra bà ơi, bà phu cợt gần quá à. Bà không có té đâu. Nè nè, bắt đầu nè, không có tôi trưởng nè. 1, 2, 3, trưởng. Đó, nghe không, chuyên nghiệp không, chuyên nghiệp không. Đó, đây. Đây là cái chỗ giống quá à. Giống gì vậy? Giống chị. Các bạn có hiểu cái cảm giác đấy không? Các bạn có hiểu cái cảm giác đấy không? Rồi, giống mày. Rồi, sao cho mọi người. Còn đây là dàn diễn viên mệt mỏi với lại những cái giọt mồ hôi từ sáng tới giờ nè, má má này nè, má nè, tới trễ nhất. Hẹn một giờ, 2:30 mới tới. Ủa đâu? 2:30. 1:40 em tới rồi. 1:40 em tới rồi nha mọi người. Sao mà em lên em hang em đói, mấy cúp cái mặt cho bố vô trong ăn cả mồ hôi, xin khăn giấy. Còn đây. Bé này là từ sáng tới giờ, chị ơi chị quay sùa lại chung với em, chị quay sùa lại chung với em, không rơ hai cái tình tường. Còn tôi, giờ này tôi mới đi, mình mới ngồi lại đây rồi mọi người ơi. Trời ơi, không biết nói bệnh hết. Sao đây là miếng cơm đầu tiên của nhà. Tới đây cực khổ, mọi người quay mình nó không có được ăn cái gì hết trơn. Sáng giờ chưa ăn cái gì luôn hết, mệt sợ. Bà cái miệng bà kìa, cái miệng bà nhai kìa. Ăn gì đó? Trời ơi, ăn gì không? Kêu thôi, no, chị muốn ăn cho chị kiếm tớ quá mà. Có một hồi đó bụng quá chị ơi, kêu dĩa cơm em chị hai người chia đôi. Đây là đang làm gia vịt nè mọi người. Gia vịt đó thì mình sẽ lóc ra xong rồi mình bỏ vô bánh tráng mình cuốn, mình chấm với lại tương. Tương là tương đặc sản nha mọi người nha. Thì mình chấm với lại tương, đó mình cuốn như vậy. Rồi lấy miếng gia vịt ra con này. Đang diễn nên phải làm lại 2-3 lần. Đúng vậy. Rồi cuốn vô. Đẹp quá, con cuốn đẹp quá. Đưa con cuốn là khách không dám ăn luôn. Hay quá, ông hay quá. Ông hay quá, lúc nào ông dậy trơn. Bây giờ là trời xuống nắng rồi. Nhưng mà mọi người cũng chưa quay xong nữa. Món ăn của quán lên rồi nè. Đó, cái này là tôm hoàng kim nha.
nãy giờ ăn quá trời luôn rồi, gà cung bảo, thấy chú đầu bếp kêu là gà cung phao, xong rồi tôm hoàng kim, cái này là đậu hũ hoàng kim, bé nó đói bụng nó cầm đũa sẵn, đậu hũ hoàng kim, còn đây là xá xíu ba món nè, có gà nữa nè, bên này là mực, mực sốt kim sa, còn này là gia vị nè, gia vị hồi nãy cuốn nè, chúng ta sẽ cuốn như thế này á, đúng rồi, rồi xong mình sẽ chấm vô đây mình ăn nha mọi người nha, như thế này, đó, đó là món đặc sản của quán em, ngày nào cũng bán quá trời luôn á, ba món rất kinh, nhưng đó, em không biết ăn hành, cảm ơn em, chị cảm ơn em rất nhiều, rút cục hành đây anh chị, ý rất công gia vị, trời ơi là trời, hư thối, hành á. Còn bây giờ thì công việc một ngày đã xong, mời mọi người thưởng thức những món ngon của quán em. Đây là cảnh đang nhìn mọi người đang thở. Cái cây này nó nặng 7 kg. Trời ơi, em ơi. Trời ơi, bé chở ý quen rồi. Thân gái về quê đi uống nước mà sao sắp cái cây này 7 kg vậy? Bây giờ xúc cái sụn nổi nha. Ở chân xuống đúng không? Rồi lấy luôn rồi. Để lên cao, để lên cao, để lên cao. Để lên cao rồi đặt xuống. Để lên cao á. Rồi, thử nha, hai quá. Rồi, thấy vô. Rồi, lên cười. Ủa, vỗ tay gì vậy ta? Nhìn tụi anh chữ như mời á. Ờ, đúng rồi. Xin mời. Xin mời. Ở trên cao, cặp chiếc. Ăn đi. Ăn đi. Nó mất dài. Nhưng mà mình thích. Đi bòi, đi bòi, đi bòi. Đi bây giờ thích hả? Mày chữ thời. Thời, thời. Mấy anh dựng nhớ bỏ biết biết thì em nha, mặt đẹp đẽ mà cái thời. Rồi rồi nha, đẹp quá. Xin mời. Đó. Giọng thiết của hồ. Ừ, xin mời mà không kịp người ta. Xin mời. Xin mời ai? Xin mời. Ờ, đúng rồi. Đó. 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 Cái nét nó mới giả cơm đó, hiểu không? Quan trọng là cái nét này. Rồi nha, đẹp quá. Xin mời. Rồi, mời. Ăn đi mọi người. Tay nữa chứ, hoài vỗ tay hoài. Cái nữa. Nó vậy đó. Mọi người hiểu không? Vậy đó. Này là mình chỉ quay rút ngắn thôi, còn mọi người quay phim là cả ngày luôn. Chuẩn bị chụp luôn. Hello. Thì hiện tại đồ ăn của tụi mình đã lên tới rồi và mọi người đang thưởng thức cho mọi người nha. Ở đây là 2 4 6 8 món. Ờ 8 món. Rất là nhiều món. Rất là nhiều món ở trên bàn trên kia nữa nhưng mà quay không hết. Thì bây giờ tụi mình sẽ cùng nhau thưởng thức của mọi người ăn đây kia vậy. Tự nhiên cho có chén chấm nè. Kiếm như là gia đình đó mà không cần. Rồi, chào 5 người, bye bye nha. Rồi, chào 5 người, bye bye nè. 5 người chào luôn ha. Không được, bye bye. Bye bye, Mỹ nha. Rồi, ok, dẫn ngay. Anh Nhí ơi, chào, bye bye, thẳng lưng rồi, ok. Dạ, dạ. Dạ, ok. Ok, 2, 3, mấy. 3. Bye. Rồi, cho xin cả cái like nha. Món này ngon nhất. Món này ngon nhất rồi mọi người. Rồi, nè. Rồi, bye bye đi. 3, 2, 1. Bye. Ok. Con này ai vô ăn nhớ kêu món bình phẩm cho mọi người nha. Bình phẩm không đi cao. Kêu bên đó chị. Chị muốn chụp áp chụp không? Chụp chỉnh này nha. Ừ, gọi mình phải vô mặt gọi bước này đi, qua bước tí này được. Rồi em qua bước tí này mà. Bây giờ nó bóp rồi, nó bị bóp nhiều. Chị chụp một tấm hình có các bạn mà dùng chỉnh không? Rồi, đây mình vô luôn quý vị ơi. Chị ơi, chị ơi. Ờ, quý vị ơi, 2, 3, 3, 2, 1. Rồi, ok. Rồi, ok, cảm ơn mọi người, em nếp gì trước nha. Ủa vậy hả? Rồi, gọi, 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 anh làm gì rất có khỏe vậy không? Không có ăn đâu nè. Có. Là mình ăn đi nha. Dạ. Rồi, ok, rồi đi bán qua đây. Mày làm gì vậy? Ê, cái xe tông rồi đó má. Cái ly nước. Con, đúng rồi, cái ly nước của mình đó. Mày ly nước chưa? Rồi, mong đem qua đây uống đi. Hai cái đó là soda. Rồi xong rồi YouTube xong rồi. Đây rồi. À, anh quay hả bà? Anh rót bà nó thì đẹp. Đẹp quá gì chứ. Đứa nào cũng đẹp. Nó dễ thương quá nhỏ. Cho em rót đi em. Em rót luôn. Đây rồi chị bưng túi em đó. Rót đẹp luôn. Rồi. 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 Rồi.
rồi. Thì Trinh dở mấy cái nắp này ra. Cái này vàng ra luôn. Bây giờ em sẽ quay cho mọi người là những món điểm tâm sáng ở bên quán của em nha. Có nghĩa là mọi người có thể đến tầm khung giờ khoảng 7 giờ mình đi tập thể dục gì đó. Xong mình mới đi ngủ nha, ai về đó xong sáng mình đi về nhà mình sẵn mình ghé qua đây mình ăn luôn nha mọi người nha. Điểm tâm sáng chúng ta sẽ gồm có xí mại nè, há cảo nè, bánh mì xá xíu nè, rồi đây cũng là há cảo, cái này cảo xòa đẹp nè, còn này là cảo rau củ hay gì đó, trời nhiều quá em cũng không nhớ đâu mọi người, đừng trách em nha. Đây là sườn non chưng tàu xì. Có nhiều người hỏi em là ủa tại sao là cái này tàu xì là nó phải đen đúng không? Dạ không phải, cái này là chưng nha mọi người, chứ không có xào tàu xì hay là ngâm tàu xì đó. Còn đây là chân gà tàu xì nè, đó. Cái này mới là xào tàu xì nè. Bánh cuốn tôm nè. Đây là những cái thực đơn điểm tâm sáng mọi người có thể đến trong vòng 7 giờ cho tới 10 giờ thì sẽ phục vụ nha. 11, 12 giờ thì mọi người tự động phục vụ giùm em. Dạ em xin cảm ơn. Một cái gì ta? 5 giờ là quán mở cửa lại. Đó, mình sẽ bán điểm tâm sáng với lại là buổi tối thì mình vô mình nhậu nhẹt ăn chơi sa đọa trong ngày giùm em. Rồi, em xin cảm ơn. Bây giờ em sẽ thưởng thức những món ăn đây ạ. Bây giờ thì mình sẽ thưởng thức những cái món ăn ở quán. Thì đây là những cái món ăn điểm tâm, như khi nãy là mình đã quay cho mọi người xem là những cái món buổi tối thì tụi mình đã ăn cạn tàu ráo máng rồi. Còn đây là điểm tâm sáng. Đại khái là ở quán thì sẽ bán là buổi sáng với lại là cả buổi tối. Buổi tối thì mình sẽ ăn nhậu nha. Không hề ở trong đây thì không có shisha, không có những cái chiêu chiêu cho lắm. Chúng ta chỉ có bia hoặc là chúng ta chỉ dừng lại ở cái mức là cocktail thôi. Và đây là món ăn sáng, đặc biệt hơn là cái món này là bánh bao xá xíu, là cái gì ta? Cái gì bestseller của quán em nha mọi người. Đây đó, rất là ngon luôn. Bánh bao xá xíu thì bên ngoài có bánh bao, bên trong có xá xíu. Dạ người cha còn hoài à, khi bạn muốn làm diễn viên đời các bạn làm quay phim á má. Ê nó ngậm nụ quá, đẹp quá, nó ngậm nụ, nâng cái nụ lên mày, nâng cái gói nâng chặt rồi, nụ lên chưa? Nụ lên rồi có mày để luôn phải cắt ngang. Biết rồi. Nè bánh bao xá xíu rất là ngon nha mọi người, ở bên trong có hình xá xíu nè. Đó. Rồi á, thì rồi ở nhà cái gì ạ? Địa chỉ quán mình là 255 Thống Nhất, phường Tân Thành, quận từ từ. Ở nhà cái gì ạ? Vậy nha nha, đúng nha. Nếu như mà mọi người muốn đến đây chơi á thì mọi người ghé địa chỉ là 255 Thống Nhất, phường Tân Thành, quận Tân Phú nha. Hoặc là mọi người có thể search lên cái trang bay á là phố Cao Hùng, mọi người chỉ cần bấm chữ phố Cao Hùng là sẽ ra cái bay của quán em nha. Có dùng tọa trộn của Đài Loan nha mấy má. Ở đây thì buổi sáng là chỉ giống như đặc sản là dim sum thôi, là phải 7 giờ tới 10 giờ mọi người nên nhớ vậy. Mà nếu như mà những bạn đang muốn chụp hình á thì các bạn nên tới khoảng tầm là buổi sáng hoặc là buổi trưa thì không có đồ ăn, chỉ có nước thôi, thì mọi người tới mọi người chụp hình, mọi người tham quan, chứ tối là khách đông lắm, khách vô nhậu đông lắm luôn á. Ở đây là một chuyện là quán nhậu, quán gia đình. Mình thích mọi quán nhậu, nhậu nó mới vui, nhậu nó mới xỉn. Đây mình sẽ ăn ủa sao hai này giống nhau ta, quả này trắng gì trời. Ê mày đừng có lạm dụng cái chén này nữa được không? Ủa gì hả? Cái chén này là cái chén giống dịch, còn nó giờ nó ăn cái gì nó không giống cái này hết trơn. Cái này ngon không? Ngon không? Cá cảo tôm. Ok quay. Anh Cường, cái anh đi anh rồi. Anh này à, anh Nam à, trong phim bắt đi mọi người cho anh đi ngang qua đời em thích nha Phụng. Kẻ luôn. Kẻ luôn miếng đồ ăn nha Phụng. Đá đồ. Đá đồ đó các bạn. Cái này nhân là nhân tôm luôn đúng không? Nhân tôm luôn á. Em đâu hỏi anh hả? Hình như em hơi kỳ quán em đi hỏi anh không to em bị nát vậy á, xin lỗi cho miếng nước được không ạ? Quá là mắc nghề luôn rồi à. Ai đó cho tôi miếng nước được không ạ? Dạ biết sao không, em mệt lắm rồi không định quay nữa đâu, mà cái thằng bé trợ lý nó cứ bắt em là quay đi chị còn 5 phút nữa nó mới đủ thời gian của clip nên chị cứ ngồi chị nó nhảm chị nói gì cũng được. Trời ơi tao nói bây giờ tao cũng biết tao nói gì luôn, không quá mệt, quá mệt. Quán ăn ngủ tới mọi người làm, mọi người nhớ tới quán ủng hộ em nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tatamase. Quên.
quên cho mọi người xem menu. Menu thì giá cả nó cũng rất là ok, chứ cũng không có quá mắc đâu, mình bán cũng không quá mắc. Giống kiểu là từ giá khoảng tầm 39.000 đổ lên, 39.000, cơm thì mình khoảng 50 mấy ngàn. Hay là những cái món như chỉ có mắc là mắc, những cái món như là gà, dựng quay 3 món thì 499.000 cho 399.000 con dựng quên rồi. Ủa nó mắc không má? 3 món lượng má, còn lại không má? 3 món, đúng rồi. Còn á, hát cảo xíu mại này nọ á thì chỉ có vài chục ngàn một phần thôi, nhưng mà mọi người ăn ở đây rất ngon, tại vì á những cái hát cảo xíu mại này á là quán của mình làm luôn nha. Cục xíu mại cực kỳ ngon. Không. Bye bye mọi người, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Em tắt đình chị luôn đi. Okay. Em nghĩ là chị tắt đình chị luôn đi. Bye.